cái hai buổi cuối rồi của ai đây? Cái nhà hả? Cái nhà của mình trồng góc chơi vui vậy, hai buồn đẹp quá à. Nếu buồn này là chắc tốt lắm ha. Sao không trồng ăn? Từ khi từ cái bếp đó đến mới này là của anh hết rồi, là bao nhiêu? Cũng 9 sào là 500, 9 sào là 4.500 hả? À, như trong miền Tây là công là sào là 1.000 m² ha. Làm giỏi ghê, mình anh làm mà sắp thuê rồi. Không có cái bộ cái gì không bật ép gạo hôm nay hả? Ý hồi hôm nay là cấp gạo người mới ký gạo. Rồi mình thu kiểu gì cứ nên thay thu mấy lần. Mỗi cây mình nhắm khoảng mấy ký. Một cây một ký ha. Thường thường nó vậy. Nhưng mỗi lần thu là nhiều đợt. Thu nhiều đợt. Vậy kéo dài là 4 tháng này. Kéo dài cả tháng không? Kéo dài 3-4 tháng. Thường thường cao nhất khoảng thấp nhất bao nhiêu là về vốn, thấp nhất bao nhiêu là lời. Nó thắng là 10.000 rồi đấy. Nếu mà có 10.000 á là lấy công làm đầu, lấy công làm đoạn à. Còn mấy chục ngàn là lời to ha. Làm 1.000 là đầu to.
làm 10 đồng rồi đưa thiên hạ bớt mấy đồng, nhưng mình cứ bỏ sức công sức làm hoài. Nếu bỏ công sức làm hoài là gọi là làm, đó là làm công cho chính mình, không bao giờ giàu. Người giàu làm chủ, hàng tháng nó làm thay mình.